tâm cha mẹ không? Quan tâm cha mẹ không? Quan tâm cha mấy anh em mình không? Hay mày ngồi im đi, mày vô tiêu nhã nhé. Xíu nha, đợi xíu nha. Ông nội, con bà con bệnh nó đè đầu của anh nó chơi á. Chơi gì? Chơi anh nó bắt nó đè đầu vô cái bô nó xịt khói luôn luôn. Chết dễ. Rồi anh đi chịu đi chứ, đọc gì á? Mình lẫn. Lẫn gì? Nè. Mình lẫn cái clip đám cưới của Phúc đó. Ngon à? Ừ. Tao mình lẫn tao nói à, này bác sĩ bảo cưới chắc chứ Phúc chưa đủ tuổi cưới mà. Rồi nói chung là hôm qua giờ ngồi vậy nói chuyện á. Hôm qua giờ thấy nhiều lắm, thấy nhiều lắm. Ý là sao? Ý là nói Phúc với bé Hoài là có bầu mới cưới á, hiểu không? Mà hai đứa nhỏ mới có đám hỏi à. Mà ông kỳ á. Không nói vậy cũng phải suy nghĩ lại chứ. Không nói vậy mình không chấp nhận được nữa. Không chấp nhận được tại vì mình phải trong cuộc mình mới hiểu ấy chứ. Đám hỏi. Anh quay về anh tính quay về. Quay lại bên kia. Lúc nào? Từ anh Tâm. Anh Tâm. Chào chứ. Chào. Chào đi. Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã, kênh mình là Danh. Thì Danh có cầm máy quay lên rủ cái tay cũng vậy, ông nội hiếu rủ gì vậy. Danh có cầm cái máy quay vô để rủ mình làm gì toàn đó mọi người. Hiện hồi nữa hai đứa mình suy nghĩ sao. Giờ mình nói cho mọi người nghe cái vụ này trước đi. Thì hôm qua giờ trên TikTok lẫn là trên YouTube luôn, rất là nhiều người nói chung là nghĩ xấu cho hai đứa nhỏ Phúc với bé Hoài. Mọi người thì nói chung là không phải mà có bầu mới cưới đâu mọi người. Cái đám hỏi là một cái kiểu như một cái định ước, một cái nói chung là cái giữ chân lại đó, để cho hai đứa nó có một cái ví dụ mà nó có một suy nghĩ mà xấu trong cái mối quan hệ đó thì nó cũng suy nghĩ là mình có đám hỏi rồi. Với lại Phúc nó cũng muốn là có một cái danh phận với lại bé Hoài. Tại vì Phúc cái dài nó đi làm, đi buôn bán sầu riêng đó mọi người, thì cũng đi chung với bé Hoài với lại mẹ bé Hoài đồ này nọ. Thì cho nên Phúc nó mới làm cái đám hỏi đó. Cái nhất là nó muốn có danh phận với bé Hoài. Cái hai là nó muốn là hai gia đình biết là hai đứa đang có tình cảm, đang trong mối quan hệ như vậy đó. Cho nên mình khẳng định lên một lần nữa là cái đám đó chỉ là một cái đám hỏi thôi, chưa phải là cái đám cưới nha mọi người. Đám cưới thì Phúc nó nói với mình là em định là sẽ 1-2 năm sau em sẽ làm cái đám cưới cho nó linh đình thêm xíu nữa. Cái đám hỏi đó là nếu sau này lỡ có gì để mình có lý do mình giữ chân ở lại. Đúng rồi, mối quan hệ đó. Mình khẳng định lên một lần nữa, mình lấy cái danh dự mình thề cho hai đứa nó luôn là hai đứa nó chưa có cái gì hết nha mọi người. Không phải có bầu rồi mới đám hỏi nha. Thì mình chỉ nói ngắn gọn vậy thôi, mình không giải thích nhiều cho những bạn đó nữa. Những bạn đó nói chuyện là mình cũng thấy mình rất là bực bội luôn mọi người. Đâu phải là ai cũng có bầu mới cưới đâu, đúng không? Đâu phải nhất thiết có bầu phải cưới đâu. Có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ người ta đẻ 2-3 đứa con người ta mới cưới luôn, chuyện bình thường. Đâu phải mọi chuyện có bầu mới cưới đâu. Cho nên là mọi người đừng có suy nghĩ xấu, hai đứa nó đọc được comment hay nó buồn tội nghiệp hay nó nha mọi người. Thì giờ làm gì nè? Quất nó. Hôm qua nó gì? Chơi anh hay gì? Hôm qua nó chơi hai ba luôn. Anh kêu hai chơi đá luôn hả? Ba năm. Nguyên đá luôn. À, nó hổng gì trời. Chứ mất dạy hổng gì. Bây giờ nó cũng lòng. Em cũng đang có cái ý định vậy nè. Anh mà ý định của em là cho anh chứ không phải cho nó. mình đang có ý định với gì mọi người. Thử thách một ngày cho anh Danh. Thì sẵn đây Danh cầm máy quay rủ mình thì mình sẽ quay cái ý định này ngược với anh Toàn. Được không? Nó ngồi đâu mình chơi nó đó. Nó làm gì mình chơi nó đó. Vậy sao này ta cũng vậy? Không. Nó danh dự. Hề. Không bao giờ chơi anh em anh em ruột. Nói chung là vậy đi. Anh em ruột tao, anh em ruột. Coi như ruột á. Ruột khừ à. Ruột.
giờ mình sẽ bắt đầu cái kế hoạch đó của mình với Danh, mình bàn với Danh trước cái hôm nay sắp đi sắp xếp thôi. Mình làm anh nói với hàng nhỏ chưa? Cậu em kiểu ngồi im đi, đừng nói gì chơi, hôm qua nó chơi hàng bay đúng không? Đúng rồi, thì hôm nay phải trả trả cuộc trò. Vậy là im rồi, vậy là im. Ok mọi người, bắt đầu nha mọi người. Nhà lá dừa bột mọi người này, mình xịt nước vệ sinh mình xăm mình á. Mày quay mì xịt né né này nè, né cái hướng gió. Mấy giờ đi em qua lại? Mua em ghế xong xịt. Cái chuông sen giờ này là 9 giờ sáng nha mọi người, sáng hay chưa nhẹ sen nghĩa chấp cần sống lựu linh đúng không? Thôi bỏ luôn động chơi nó bây giờ đây luôn, lấy cái quạt ở đây hỏi vô trong. Thằng chó này trời giỡn hoài về cái lông mi nữa. Bởi gì vậy? Lông mi nó được bị ai đó mi mà cũng tình quá người đấy không giỡn chơi sớm mệt rồi làm về nhà trước kìa. Đi quét đi. Mày tự quét. Mày quét thôi, quét đi. Mày á. Không. Rồi giấu vợ mày đầy chứ anh kìa. Ờ, vô anh kìa. Ờ, mày thổi đi, mày thổi. Mày quét ngôi nhà luôn. Thôi. Quét rồi. Thằng nói miệng nó ché ché trời. Cái nhà thôi kìa. Nguyên cái nhà bột không luôn kìa. Chơi gì? Chơi ngu hơn gì. Ừ. Không để nó dọn luôn. Nó nói một bữa nay ngày chơi nữa mà. Thì nó chín vậy. Giờ tắt nó quay đi, mình chơi tiếp. Nha mọi người. Chút này ha. Ờ, cái chút đó căng cái bộ. Ừ. Để quay rồi, để tàu ăn xong đi quay. Cầm được mặt mà đi chiếu rồi, nhận mai. Còn trái bằng cái cá bộ quá rồi, ra không dùng chạy. Còn trái chậm lê đi, lâu có kẹt hết trơn rồi. Lửa bọn đi một mình. Còn đi hết đi. Chút bấy đậu đi xuống đây. Giờ làm xíu rồi.
quái gì vậy? Giỡn gì vậy? Cái người tao mới nấu đem ra. Nấu mẹ mắt mới người ta lừa tao. Còn cái quần què gì đâu mà mới ăn cái bị tao mới vừa phùng ra ngoài thương hỏi bảo bây giờ làm gì vậy? Mấy ăn xong giỡn kì cục trời. Ăn thì tao tự đi nấu cái kia đi. Mà tao ăn cò bộ. Mẹ còn cái gì đâu mà. Mẹ ơi. Giỡn hoài. Nào giỡn thì mẹ giỡn hoài. Đến chỗ tao ăn giỡn giỡn. Giỡn cái gì? Đâu không chạy. Ủa mày ở đâu? Em biết đâu nè. Anh ra khỏi cửa anh đi thẳng biểu trái 50m. Em đi quá. Quá. Quá nó muốn xòi ra nổi lên luôn. Mày đi về. 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 Mày ba này ăn nữa kìa. Chiều rồi nha mọi người. Trời cũng chiều chiều mà còn nắng dữ lắm nha. Ba, ba ngủ vậy? Gã chơi nào? Nằm ngủ để trong. Ngủ chứ. Chơi gì mà? Later. Nó đi về luôn mọi người. Mình tính chơi nó tới tối nhưng mà nó về luôn rồi. Nó vô phòng nó soạn đồ nó về. Nó mày đâu? Tao nó mày đó. Đó mày nó. Rồi đâu vậy? Đi chuẩn bị lại cái đi. Đi chuẩn bị lại đi xúc sắn lên đi nó gan. Này mới nha mọi người, mới nha. Ủa đâu dính, cái nào dính? Không biết, không sợ. Mở ra đi. Cái nào dính? Thì vậy, mở ra lại đi. Ờ, cái này dính nè. Cái nào dính? Cái này dính, cái này bảy. Trời còn miếng keo kìa ba. Còn hai miếng keo bên hai bên. Hai miếng keo dính hai bên này vậy. Đúng rồi, đây. Này, này. Ba
cái này dính luôn nè. Nè, còn cái này máu nha. Ê, chưa. Chết máu luôn. Ôi, đừng máu ghê lắm. Kệ đi. Ôi, ghê lắm. Trên một giọt thôi. Một giọt thôi. Mày nghĩ gì lắm mới được nha. Trời ơi, ốm giọt. Em Hà Na. Chơi mất dạy đó. Bây giờ phân tâm nha, làm cho phân tâm để có ý với nhóm này. Cái gì vậy? Đi đâu? Đi chơi chạy. Đi, anh đi chơi đi rồi. Đi chơi đi, một hồi. Một hồi đi siêu thị. Còn lấy chơi chạy, đi chơi chạy. Đâu hả? Mày chơi chẳng hoài, mày giờ chơi con chơi chứ không sao mà. Ở xin lỗi. Lấy chơi chạy, xếp chơi đó. Bỏ đen về chạy. Nhà cửa về chạy. Ừ, còn đây chơi xin lỗi. Xin lỗi, nè, nè, nhìn ta nè. Đi chơi. Xin lỗi. Không, nó không. Ta nói mày ta xin lỗi. Xin lỗi. Không. Bây giờ nè, mày làm việc giờ công việc chưa xong rồi đâu đi về vô hợp. Thôi, xin lỗi mà, đừng có giận hung nữa. Biến ra đi mày ơi. Anh em đừng nhích nè. Đi ra nha nó. Giờ lại giờ là giờ chưa hết giờ làm việc mới đầu về là sao? Ờ, chưa hết giờ làm việc còn đi làm đi quay cái lịch trò chơi nữa. Mày hết chơi mình đâu không hả? Thôi xin lỗi. Sáng giờ hả? Thấy chơi mình vậy cũng thì cũng tội nghiệp á. Giờ vô họp lại cái em mới. Ờ mình đổi chủ đề nên đừng chơi cho nữa. Ờ thôi, chỉ cho nhiều cái chơi thôi. Vô. Mày đéo chơi tao nữa nha. Rồi đây. Mày có ngày sáng giờ rồi đi chơi mày. Chưa xíu đi chè. Giờ lại tại vì mình thấy sáng đây mình quay luôn, sáng giờ mình cũng chơi toàn hoài thì mình cũng ý định là chơi nó hoài vậy luôn mọi người, mà thôi tội đó mọi người, thôi giờ anh em xin lỗi. Nhá sớm này em đặt comment coi bạn fan kia kêu review tóc của mình á. Không không cần thiết. Giờ này giờ anh em hứa với mày là sẽ không chơi mày nữa trong ngày hôm nay. Mày có mấy anh em nói là không, cho dù chuyện gì xảy ra cũng không dặn anh em nữa. Đâu, anh em mình không dặn không quạo. Anh em dặn không quạo với anh em. Anh em chứ xin mà. Rồi xin lỗi. Không méo với anh em. Không chơi đâu nữa nha. Không méo vô mày. Không chơi đâu nữa. Xin lỗi. Dù chuyện gì xảy ra cũng không dặn. Rồi mày hậu, tự nói đi, mày nói trước. Dù chuyện gì xảy ra cũng không giận và không quạo. Rồi anh. Dù chuyện gì xảy ra cũng không giận và không quạo. Dù chuyện gì xảy ra cũng không giận và không quạo. Cái mày là không quê. Đúng rồi. Cái mày. Anh mệt quá mày. Nói đi. Mày phải nói rằng rẻ. Mày anh em đi. Một nhà mà. Dù chuyện gì xảy ra cũng không giận, không quạo, không... Không quê. Không quê. Rồi. Em chơi đi. Đâu chơi gì nữa đâu. Chơi này cái cuối luôn rồi. Xin lỗi. Chơi cái cuối rồi. Cái cuối rồi. Kết thúc clip. Đi nè. Đi đâu? Đi ăn dừa nước. Dạ đi luôn. Đi luôn không? Bây giờ nè. Trước hồi nãy giờ là... Thôi đừng đi. Trước sau. Trước là hồi nãy là anh em đã xin lỗi mày là tại vì chơi mày rồi. Bây giờ anh em mình nhìn máy quay rồi cúi đầu xin lỗi mọi người vì hôm nay bận bịu nhiều quá không có ra clip được cho mọi người xem. Anh em cúi đầu xuống xin lỗi. Xin lỗi. Đang có lỗi với người ta. Cúi đầu nhẹ nhẹ lên ta. Trời ơi. Dạ đứng dậy quay đi cho nhìn nó đặc sắc xíu. Đúng không? Cái gì quay ngược xuống đó. Thì bây giờ anh em mình nói chung là sáng giờ cũng chơi toàn nhiều rồi, cũng xin lỗi toàn rồi. Giờ toàn chứ hứa là không giận anh em mình nữa, không cháy với anh em mình nữa. Cho dù trò chơi ngày hôm nay nó có mắc dạy đến đâu đi nữa thì toàn sẽ không giận anh em mình. Không có quạo quọ với anh em mình đâu. Đúng rồi. Anh em mình cũng xin lỗi rồi rất là nhiều rồi. Rồi. Dạ anh em mình xin cuối đầu xin lỗi mọi người thêm một lần nữa, xin lỗi. Xin lỗi. Cười chơi. Mét à. Chịu đi vậy. Xin lỗi mà mày cười người ta. Xin lỗi là em chưa xin lỗi cho hành tâm nên ta mới cười nó. Xin lỗi mà mày mặt lớn nhỏ ai thì cứ nói vui vẻ cười thoải mái lên. Mạnh lên nữa. Giữ mặt nào mới gạt đầu mạnh lên. Gạt đầu luôn. Gạt đầu mạnh lên xin lỗi. Xin lỗi. Ngu rút. Xem qua đây nè. Xin lỗi. Bây giờ từ từ bây giờ để suy nghĩ cái gì cho nó vui cái đã. Bây giờ nè. Không bây giờ mày ngồi đó đi.
giờ sang vô trong cái trong phòng của mình á. Mày vô mình mở cửa sẵn đi. Rồi vô đóng mày đứng mày đợi tao đi. Ý là hiểu chưa? Hiểu rồi. Hiểu rồi. Rồi hiểu rồi. Chọn hướng mẹ. Thì cái nhất thì mình Nhã xin chân thành xin lỗi với anh em cũng như là toàn ngày hôm nay đã chơi toàn vậy thời gian qua nữa câu nó hoài nãy giờ có một câu có phải mình sợ không do là nhiều bạn yêu cầu chơi mạnh mạnh lên cho nên là mình mới nghĩ ra một cái táo bạo như thế này. Nó cũng chỉ là mới thôi chứ nó không có là cái gì cả, nó cũng chỉ là một miếng giấy thôi nhưng mà nó có một cái tên rất là đặc biệt. Thì bây giờ anh né ra giáp té dễ quay xa ra xíu ha. Anh em bây giờ xin trân trọng thông báo với Toàn. Hiện tại trên đầu Toàn có một cái món đồ rất là đặc biệt của các chị em phụ nữ. Toàn tự kiểm tra. Còn gì nữa đâu mà khóc vơi sầu. Mẹ nghĩ sao kia đi, đi đâu đây? Mẹ chơi gì con bé? Ngôi nhà và đống gươm trên đầu của mấy cô bé. Anh đọc. Dạ, dạ. Tôi chọi mặt mày luôn. Mày hứa sao? Mày hứa sao? Mày hứa. Mày hứa là mày sao dán băng cu tét đầu người ta vậy trời? Không, cái này không phải cu tét nha. Sao phải mày đeo băng cu tét? Chứ băng gì xịn chứ không lấy cu tét gì? Đi ra nè. Siêu ấm. Tao nói mày nãy mày hứa với anh em là không có quạo, không có cháy với anh em rồi. Tụi mày tắt đi nha, mày dẹp đi nha. Cảm giác vô mỏ. Má sáng giờ Toàn chơi tao không mày? Kệ cái mỏ chính mà cái gì đã đỡ rồi ba. Rồi đi về luôn. Mày cút ra nha. Rồi, lại có lòng giận nha. Ừ. Tại đâu rồi bộ. Ai ai y, y, cứu em anh cha anh. Bây giờ em không nãy biết anh Nhã kêu á. Nhã kêu quê. Mày phải chạy xe. Để con Nhã kìa. Để con Nhã kìa cho nó. Dùng xe, dùng xe, dùng. Dùng. Tao cũng đang đợi ngày trả báo thôi nè. Cười bẩn. Cười bẩn lắm. Nói chung là cái miếng đó là cái miếng mới rồi mọi người. Mình mới xé bọc ra luôn. Thì nó chỉ là đặc trưng vậy thôi. Chứ ở trong nó cũng có. Thằng nào lên tiếng. Tao vậy. Cười, cười, mẹ mày không? Cười lên mẹ bà. Cười, 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 cười. Mày non lắm Toàn. Rồi à, mày non. Trong này tới chịu nè. Dây. Sao? Tao đi mốt, tao trả thù từng người một. Để tới ngày trả thù hù hù. Tao thấy mày trả thù giống thằng mù á. Nhưng mà mấy cái test đây nào không nào nha. Má mày ghét đó ba. Mày ghét sạch, ghét sạch, ghét sạch. Mạnh cho mọi người đủ đô chưa? Má này mặt em mới mà có gì đâu. Nó mới à, mới chạy tao. Mới chạy tao, mới xé bọc mà. Còn hôm siêu mà. Trời. Còn hôm mùi siêu luôn á. Xé rồi hôm siêu. Ok mọi người, nói chung là cái mệt đó. Thử thách, nói chung là thử thách đi. Một ngày cho anh Toàn cũng kết thúc tại đây đi mọi người. Nó về luôn rồi. Cho về sớm bữa luôn đi mọi người. Chơi chơi liên mình cướp nữa luôn mọi người. Nguyên đám đè đầu của mình chơi mà. Không biết mai chạy hụ về đêm mai cẩn thận nha. Bố mình nhớ cẩn thận nha. Tại ngày mai mình đá nhanh liền nha. Mình đừng ở nhà mình đi đâu đi. Mới mình đừng ở nhà mình đi đâu đi là sao không? Là đi đừng ở nhà này. Thì đi đó, mày ngu dữ trời. Ok, nói chung là cảm ơn mọi người đã xem hết video nha mọi người.
Nói chung là cái miếng đó chỉ là miếng mới thôi mọi người. Còn mọi người có chữ thì anh em mình chịu thôi. Mình chủ yếu là mang lại tiếng cười cho mọi người thôi mọi người. Còn bây giờ xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.